thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng cường quản lý thú cưng. Việc nuôi thú cưng trong đô thị ngày càng phát triển, tuy nhiên các quy định quản lý đều chưa theo sát được thực tế, khiến công tác xử lý, chế tài chưa hiệu quả. Thú cưng của người này, nỗi khổ của người khác. Nhu cầu nuôi chó, mèo làm cảnh đang được nhiều người quan tâm, nhưng tranh cãi về cách người nuôi quản lý thú cưng dường như vẫn chưa có hồi kết. Chị PNT, ngụ tại chung cư Akira, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, không thể quên được nỗi ám ảnh vào đúng ngày Tết. Đúng ngày mùng 1 Tết, tôi đang giữ thanh tịnh và tâm hồn thư thái cho ngày đầu năm mới thì đến buổi tối hôm đó. Tôi về lại căn hộ của mình và phát hiện mùi hôi thối của thú nuôi ở căn hộ tầng dưới. Quy định của chung cư không cho phép nuôi chó nhưng họ lén nuôi và không giữ vệ sinh đàng hoàng, khiến mùi hôi bốc lên căn tôi ở. Tôi đã 4 lần gọi bảo vệ lên làm việc nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm được vì ban quản lý nghỉ Tết. Suốt mấy ngày nghỉ tôi phải chịu cảnh mùi hôi bao phủ toàn bộ khu vực lô gia, ám mùi vào quần áo phơi, ám vào nhà bếp và bay vào phòng ngủ, phòng khách. Chưa kể tiếng chó sủa mỗi đêm không thể nào ngủ được. Không khó để bắt gặp tình trạng chó nuôi thả rong nơi công cộng chị Nguyễn Thị Ngoan. Ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, khu chung cư tôi ở có khuôn viên rất rộng, mỗi buổi chiều cư dân đi tập thể dục rất đông, nhưng không ít người dẫn theo chó đi dạo, thỉnh thoảng lại đi bậy và thả chạy rong khắp nơi. Số đông cư dân đã phản ánh tình trạng này, nhưng không thể nào cấm hết được. Nỗi khổ khi sống chung với các hộ nuôi chó, mèo thiếu ý thức là câu chuyện dài nhiều tập không thể nào liệt kê hết được. Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên, đa số người đang sống trong khu căn hộ đều khó chịu khi đi chung thang máy với những chú chó to tướng, hung dữ. Bên cạnh đó là tiếng chó sủa mỗi đêm khiến cho nhiều người mất ngủ. Về phía những người nuôi thú cưng, tâm trạng cũng không mấy thoải mái khi thường xuyên bị kỳ thị, nghi ngại. Chị NJI, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, tôi có sở thích nuôi chó kiển và đang nuôi một con phốt sóc khá nhỏ. Tuy nhiên khi tôi đổi sang căn hộ mới, đi tìm khắp nơi nhưng chỗ nào cũng cấm nuôi chó. Đó là quy định chung nhưng nhiều nhân viên môi giới vẫn nói nhỏ rằng có thể nuôi lén. Nhưng mà như vậy chẳng khác nào làm điều sai trái, bị người khác nhìn khó chịu hoặc có khi họ âm thầm báo cáo ban quản lý. Đó là lý do tôi muốn chuyển chỗ ở mấy lần nhưng vẫn chưa thực hiện được. Một số trường hợp cá biệt như hộ dân trên đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nuôi gần cả trăm con chó, gây ô nhiễm, ồn ào, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh và vài chục hộ dân đã đồng loạt ký đơn phản ánh tình trạng này đến Ủy ban Nhân dân phường nhưng vụ việc suốt nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Giải pháp nào để quản lý theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở thành phố có hơn 184.000 con chó, mèo được nuôi tại hơn 105.000 hộ, trong đó có khoảng 34% nuôi ở khu vực 5 huyện ngoại thành, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Về phân loại, chó lai chiếm 15,8% tổng đàn, chó ngoại chiếm 14%, còn lại là chó ta. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận thực tế hiện nay có nhiều trường hợp nuôi chó gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, vệ sinh nơi công cộng, chó chạy ra đường gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, chó nuôi cũng là nguồn lây lan nhiều dịch bệnh từ động vật sang người, trong đó có bệnh dại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch thắt chặt quản lý thú cưng. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngày 22 tháng 3, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định qua nhiều trường hợp nảy sinh trong thực tế. Thực trạng hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều trường hợp nuôi chó, mèo với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến môi trường và các hộ dân xung quanh, điển hình như vụ việc ở Quy 4. Tuy nhiên, sau khi rà soát các quy định thì chưa có bất cứ một văn bản pháp quy nào để quản lý hoạt động này. Chính vì vậy mà chính quyền địa phương khó xử lý được dứt điểm. Từ đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng quy định quản lý việc nuôi chó, mèo trong đô thị để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét về chủ trương. Trong tờ trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia quy mô nuôi theo 3 mức, nuôi nhỏ, dưới 10 con chó hoặc dưới 20 con mèo. Nuôi vừa, từ 10, 50 con chó hoặc nuôi từ 20, 100 con mèo, và nuôi lớn, từ 50 con chó hoặc từ 100 con mèo trở lên. Trong trường hợp hộ dân vừa nuôi chó và mèo thì tính một con chó tương đương 2 con mèo. Về trách nhiệm của chủ vật nuôi,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất người dân phải đăng ký và kê khai việc nuôi chó, mèo với Ủy ban Nhân dân phường, xã. Đồng thời, khuyến khích các hộ nuôi gắn microchip trên chó, mèo nhằm quản lý các thông tin liên quan đến vật nuôi ở mức độ cá thể, phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất hạn chế nuôi các giống chó to con, bản tính hung dữ như chó Pitbull, Mỹ, chó Perro de Presa Canario, Tây Ban Nha, chó San Diego Argentino, Argentina, chó Tosa, Nhật Bản và chó Fila Brasili, Brazil. Về trách nhiệm kê khai, chủ vật nuôi phải kê khai định kỳ 2 lần một năm, kê khai đột xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Chủ vật nuôi theo dõi tình hình sức khỏe vật nuôi thường xuyên. Khi chó, mèo có biểu hiện bất thường nghi bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải cách ly, theo dõi và báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chủ vật nuôi không được thả trông chó nơi công cộng, không để chó tấn công người, chó và các vật nuôi khác. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ vật nuôi phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh, chó phải được xích giữ, đeo rọ mõm và có người dắt. Ông Đinh Minh Hiệp giải thích thêm, mục đích của quy định này nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách về hoạt động chăn nuôi, quản lý chó, mèo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe người dân. Cùng với đó xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đảm bảo quyền gia súc cho chó, mèo. Tăng cường ý thức của cộng đồng về trách nhiệm nuôi dưỡng chó, mèo và đối xử nhân đạo đối với hai vật nuôi này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nếu được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý, việc triển khai thực hiện sẽ cần có thêm nhiều bước nữa như tổ chức hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia. Không được để vật nuôi gây ồn ào theo tờ trình, liên quan đến vệ sinh môi trường, chủ vật nuôi phải đăng ký và cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định hiện hành. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ vật nuôi phải mang đủ dụng cụ đựng chất thải và dọn sạch chất thải do chó thải ra nơi công cộng. Còn về tiếng ồn, chủ vật nuôi áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo tiếng ồn do hoạt động nuôi chó không được vượt quá 73, từ 6, 21 giờ và 55, 3, 21, 6 giờ sáng hôm sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.